Hello mọi người, lại là mình Zuma TV đây. Chắc là mọi người đang hóng phim của tôi lắm đúng không? Nhưng mà trước khi xem phim ý, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái event cho mọi người chơi nha. Và câu hỏi đó chính là: đố mọi người biết nam chính đã nói lời yêu với nữ chính ở phút thứ bao nhiêu? Nhớ xem từ đầu đến cuối thì có cơ hội nhận quà nhé. Ba bạn may mắn comment ID ở dưới phần bình luận. Mình sẽ... Ôi mấy chế biết gì không? Có bạn tôi nó có bồ rồi đấy. Thật không thể tin nổi, sau 18 năm chờ thế này là lần đầu tiên nó bảo với tôi là tao có bồ rồi đấy mèo ơi. Tôi sốc đến cái nỗi mà đang ăn cơm mà sặc cả luôn ấy, mọi người hiểu như nào rồi đấy. Và hôm nay nó bảo với tôi là nó sẽ ra mắt cho tôi cái anh người yêu của nó. Trời ơi, tối nay chắc có mưa to bão lớn, gió giật cấp 100 mất. Không biết mối tình đầu của nó như thế nào ta, có đẹp trai không nhỏ? Để xem anh chàng xấu số nào với phải con bạn thân tôi đây. À đấy, nó mà rồi này. Hello bà già, bất ngờ chưa? Đâu đâu, người yêu mới, mối tình đầu của mày đâu? Mời vô tao xem nào. Hả, người yêu tao á? À đúng rồi, nếu mày nhắn với tao là có người yêu thầy. Thôi thôi, mày vô đi. À thì có đấy, nhưng mà... Nhưng mày làm sao, hay là mày bịp tao chứ gì? Mày lại nói yêu tao đúng không? Trời ơi, biết ngay mà, tướng mày hiểm gì có ai mà yêu. Cái gì, chẳng qua là người yêu tao đi bán phòng thôi nhá. Mà mày vừa bảo tướng tao không có người yêu á. À thì ế cả mười mấy năm trời, giờ mày có người yêu chả thế. Tao chắc chắn là mày sẽ phải bất ngờ với anh người yêu này của tao đấy. Cứ đợi đi. Thế á? Úi, đẹp trai lắm nhở. Nhanh nhanh mày vô đi. Đấy đấy, cái bệnh mê trai lại tái phát rồi. Đã bảo người yêu tao đi bán phòng rồi mà. À ừ, quên nhở. Thế thì bán xong mày vô nhá. Tao là tao hóng lắm rồi đấy. Rồi rồi, biết rồi bà nội. Giờ vô chơi trước một trận đi. Ok luôn, vô chơi tử chiến nhá. Thôi mà, anh xin lỗi bé. Không, anh tránh xa em ra đi, em không chơi với anh nữa đâu. Ok, thế bé muốn gì anh mua cho nè. Annie ơi là Annie, tại sao ông trời bất công với tao như thế chứ? Đã không có người yêu rồi là còn bị ăn cơm chó. Đấy, anh đứng với gái chứ gì, được không? Không mà, chỉ là vô tình thôi, chứ anh không có cố ý đứng đó đâu. Không giải thích gì hết, em nhìn thấy hết vậy mà anh còn cãi hả? Mày cứ tập làm quen dần dần đi bạn tôi. Tao nghĩ sau này rồi mày cũng sẽ phải ăn nhiều cơm lắm á. Tao thấy hơi có điểm rồi đó. Có lẽ nào sau này ngày nào tao cũng phải đối mặt với tình trạng chụm đầu của mày và người yêu mày sao? Đấy đấy, chạy như thế bảo sao không vỡ đầu. Hai bạn kia cũng thân nhau phết nhở, nhìn cũng giàu phết đấy chứ. Còn phải nói, tôi và các bạn tôi chơi với nhau từ bé lận. Ghê vậy sao, nhìn giàu nhưng chỉnh mất nghèo quá, không ăn thua. Bò gọn vô để tao cứu mày. Wow, anh hùng cứu mỹ nhân hả? Bày đặt giá thân cứu nhau, lắm chuyện. Cứu lên rồi cũng chết thôi, cứu làm gì cho mất công. Ê nha, nãy giờ hai bọn tôi động chạm gì đến cô hả? Mắc gì nói bọn tôi như vậy? Đúng đấy, cho cái lý do đi cô gái. Nhìn ngứa mắt thì nói thôi, ý kiến không? Trẹt, em đi, đừng nói họ vậy. Kệ em. À giờ anh bênh hai đứa chúng nó chứ gì? Rồi, anh yêu bọn nó luôn đi. Yêu tôi anh khổ lắm mà, lúc nào cũng phải dỗ dành chứ anh mệt mỏi lắm. Vậy thì... Anh không có ý đó, em nói lung tung như vậy. Cô hơi quá rồi đó, người yêu cô dỗ dành cô cũng là bởi vì ảnh yêu cô thôi. Nếu mà cô nghĩ cho ảnh biết ảnh mệt mỏi như vậy thì cũng nên hiểu chuyện chút đi chứ. Cô đang dạy đời tôi hả? Làm như có người yêu vậy á? Đương nhiên tôi có người yêu thì tôi mới hiểu chứ. Cô thử nghĩ xem, cầm bây giờ mà nó ít thôi gái ạ. Trang à, nếu em không hiểu cho anh thì cũng đừng chia tay với anh. Anh chịu được mà, anh yêu em lắm. Yêu lắm, yêu lắm. Lúc nào cũng chỉ biết yêu với xin lỗi. Bộ anh không còn câu nào khác để nói à? Anh làm vậy bộ sai hả? Tôi nghĩ anh nên xem lại mối quan hệ này đi. Anh xứng đáng có một người tốt hơn. Không phải giả vờ làm như mình hiểu chuyện lắm đâu cô gái. Con nghe câu con gái càng hiểu chuyện càng thiệt thòi à? Lại một tín đồ nghiện TikTok hả? Có phải ai cũng giống ai đâu. Giờ cô thử hiểu chuyện giúp xem, nhận đạo lại tốt hơn thì sao? Không thích được chưa? Nói nhiều, thích anh chửi hả? Còn anh nữa, bảo yêu tôi, thương tôi và bọn nó nói tôi như vậy, anh cũng im tin thích đấy hả? Anh thấy em sai rồi đó, em bỏ cái tính đó đi. Không, anh không chịu được nữa thì chia tay. Em muốn vậy đúng không? Chia tay đúng không? Được thôi, sớt chịu đựng có con người có giới hạn thôi mà. Không ai muốn đâm đầu mãi đâu. Vậy là anh muốn chia tay đúng không? Rồi vậy thì chia tay. Đây là em nói đó, mọi lần nó đều chỉ theo cầu xin em tha thứ, như lần này thì không có đâu. Anh vẫn yêu tôi, làm sao mà anh có thể chịu nổi khi không có tôi được? Một hai ngày nữa lại cầu xin tôi thôi. Wow, lần đầu tiên ta thấy có người tự cao vậy luôn á Annie. Tao cũng vừa thấy mà, đúng là ảo thật đấy. Chuyện của tao cần mày xem vô hả? Anh ơi, em biết lỗi rồi, em xin lỗi. Ôi dồi ôi, vừa mới thách thức xong giờ đi xin lỗi. Liên gì để đâu vậy cô gái? Anh ơi, từ giờ em sẽ hiểu chuyện hơn mà. Em sẽ không giận dỗi vô cớ nữa đâu. Tha lỗi cho em nha. Anh ấy đủ mệt rồi, xin cô đấy, tha cho anh đi. Em có chắc là sẽ thay đổi chưa? Dạ, chắc chắn mà. Em sẽ không làm anh buồn và mệt mỏi nữa đâu. Nè, đừng nói với tôi là anh đồng ý cho cô ta một cơ hội đó nha. Dù sao thì bọn to cũng yêu nhau lâu rồi. Những gì tôi làm cho cô ấy, chắc cô ấy cũng hiểu. Anh tin là hai ta sẽ hiểu nhau hơn. Anh vẫn còn yêu em lắm. Vậy là anh đồng ý cho em cơ hội nữa hả? Dạ, đúng rồi. Cố gắng vì cả hai nha. Cái bộ anh vẫn còn yêu tôi. Anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Em nói vậy là ý gì? Tưởng tôi nói thật hả? Nãy giờ tôi chỉ giả vờ xem thái độ của anh như nào thôi. Này nhá, quà đáng lắm rồi nha, ảnh tốt vậy mà. Tốt thì đi mà yêu, vừa xấu vừa nghèo tao đây không cần, ok? Tôi nói anh rồi, đừng có tin cô ta. Ok, sao tất cả thì những gì em nghĩ về anh là như vậy hả? Đúng rồi đó, còn phải hỏi, nhìn là biết rồi, anh nghèo lắm. Tôi chỉ yêu cho vui thôi, chứ đời nào mà lâu dài với anh. Anh hiểu rồi, anh hiểu tất cả rồi.
Vậy thì chúc em tìm được một người tốt hơn anh. Dạ hơn anh, lo được cho em. Cảm ơn anh. Loại như anh chắc sau này chẳng ai thèm yêu đâu. Người ta giúp cô các thứ mà cô đáp trả vậy hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không liên quan thì đừng có xía cái mồm vô. Rồi cô sẽ phải hối hận, gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi. Mệt mỏi nhở, chơi game mà áp được cửa này chắc tao chết. Yêu vậy thì yêu làm gì không biết, cái ông kia cũng ngốc nữa. Vì yêu mà, người ta nói chỉ cần yêu người ta sẽ trở thành một con người khác, sẽ mù quáng hơn. Cũng đúng thật, tìm một người yêu thật lòng giống ổng khó lắm, vậy mà cô ta còn không biết trân trọng. Còn mày nữa, người yêu của mày solo xong chưa? Mời vô ra mắt cho tao đi nhanh lên. À xong rồi đây, nhưng mà mày đừng có hết hồn quá nhá. Làm sao mà hết hồn, chắc cũng bình thường thôi, mà đẹp trai thì càng tốt. Chuẩn bị tinh thần chưa, tao mời anh ấy này. Rồi rồi, mời vô đi bà, hóng lắm rồi. Người yêu mới của tao đây, ta da. Đâu, ai đủ anh Han đi đâu đấy? Mày mời anh tao vô làm gì hả anh ý? Tao mời người yêu tao mà, người yêu tao đó. Hả, mày nói cái gì? Người yêu của mày là anh trai tao á? Tao biết ngay lát mày sẽ bất ngờ lắm mà. Thật không thể tin nổi mà. Hai, sao im thế, nói gì đi chứ. Mày chuẩn bị tinh thần đi, anh mày sắp có vợ rồi đấy. À đù, giọng nói này không lệch đâu được. Sự thật hả? Thật đó bà nội, gọi chị dâu dần đây nhá. Sao hai không nói cho em tiếng nào vậy? Giấu giấu, diếm diếm, thấy mà ghét. Thế thì mày có ngày mày hốt hoảng vậy chứ. Nghĩ sao khi bạn thân của mình tương lai lại trở thành chị dâu của mình đây? Ôi dồi ôi, nó ngoài sức tưởng tượng của tao. Tao tưởng là mày phải ra mắt một anh đẹp trai lắm cơ. Ý mày là anh xấu hả? Thì đúng là anh xấu mà, nhớ chăm sóc các bạn thân của em tốt đó. Điều đó thì không cần phải lo đâu, con người anh mày như nào thì mày là được biết rõ nhất. Cứ nhắc không thừa đâu, nhớ sau này anh lại làm mặt thì sao? Lúc đó đừng có trách em. Ghê vậy, bộ mày chấp nhận tao là chị dâu của mày rồi. Ai hả? Nói, cái người không biết làm một công việc gì trong nhà giống mày, để sau này mày về mày sai vặt tao tùm lum mà. Thì tao là chị dâu mày mà, sai em dâu là chuyện quá bình thường. Vợ anh chẳng cần làm gì cả, anh mày làm hết, nhiệm vụ của mày là phụ anh. Mơ đi ông già, em cũng phải kiếm người yêu mới được. Chứ không sau này về nhà hai người phát cơm chó miết, sao mày em chịu được. Mày thì làm gì có yêu nổi, thôi sống một thân là mà cô hợp hơn đấy. Anh ơi, anh trai yêu dấu của em ơi, anh cứ chờ đó đi, em có người yêu cho anh sáng mắt. Sao mà qua nhà anh tự nhiên đi vào nhà, trước sau thì nó cũng là nhà em mà. Dạ, vâng ạ, à, yêu chồng tương lai của em nhé. Ôi là trời, biết thôi, chưa cưới mà đã như này, không biết sau này cưới về mình sẽ như nào nữa. Sau này thì mình sẽ biết, mà trai kia không tán hả? Trai á, ủa có trai hả anh, đâu đâu trai đâu? Kia kìa, ủa mắt mày để đâu ấy, sao lại không thấy? Nãy giờ mắt tao để ý hết vô cặp nào đó rồi. Giờ tao nhìn thấy rồi, Hải Nam. Để anh xem mày tán trai như nào nào. Anh hơi bị xem thấy em gái của anh rồi đó. Chờ đó, bạn số 2 ơi, bạn muốn mình nhảy đâu hả? Nhảy đâu thì nhảy, chỗ nào trả đường. Ê đù, cái giọng kìa hai, ấm quá đi hả? Thì cũng được, mà để anh mày xem như nào đã. Nè cậu, tôi nhảy chỗ này nha, tôi cũng hay nhảy đây lắm á. Ok, nhảy đâu cũng được. Nghe vẻ hơi lạnh lùng nhở. Nè Annie, trước mày tán anh tao, ổng có như vậy không? Không, anh mày là người tán tao trước mà, chứ đâu phải tao tán. Con trai đi tán con gái, chứ đời nào gái đi tán trai bao giờ. Đời này, kệ em, trai gái tán thì cũng như nhau thôi. Nếu có duyên thì sẽ đến được với nhau. Bạn nam gì đó bao nhiêu tuổi rồi, mình làm quen được không? Hải Nam, 20 tuổi. À đù, trả lời ngắn gọn dứt khoát vậy luôn, coi bộ khó gần phết nhở. Nè anh hai, con trai thường hay thích bắn súng gì á? Sở thích mỗi người khác nhau chứ, sao anh mày biết được? Nhưng thử xem trò vun với AK xem cậu ta có thích không. Súng đó hả? Ok, đợi em xíu. Anh ơi, chỗ em có người này, cứu bé với. Được rồi, chờ anh qua nha, đợi anh xíu, nó không dám động tới em đâu. Ngọt ngào vậy sao, tình cảm thế cơ á? Hay mình cũng thử làm xem thế nào nhở? Được đó, chiêu này hợp lý. Con trai thường là rất thích những người con gái yếu đuối. Ok, Hải Nam ơi, cứu tôi ở đây có địch nè. Lấy tôi thấy một tim bay xuống đây, mà cả bốn người đều ở gần chỗ tôi rồi. Chỗ cô lấy người đâu ra nữa? À, chắc tôi nhìn nhầm ấy. Hay, quê quá à. Thằng trai với Hải em gái tôi, sao mà đổ đứa? Mới đầu đó là chuyện bình thường, anh cứ đợi đó đi. Trước sau thì Hải Nam cũng là của Mèo này thôi. Mày có cần tao dạy một số mưu kế không Mèo? Đa tạ chị dâu tương lai, nhưng mà em đây không cần. Để tao tự tán vào thực lực của mình đi. Rồi rồi ok, nếu đã không cần thì thôi vậy, cố lên nha. Ui anh ơi, cứu em. Lại bắt đầu đấy. Ơ kìa Hải Nam, thằng nào dám bắn cậu vậy? Để tôi cứu cậu nha. Địch đông lắm, bắn trước đi rồi cứu sau cũng được. Ui anh ơi, đợi em qua xử lý nó, dám bắn người yêu tao hả mày? Ôi rồi, vừa lòng tao ghê á. Thì sao? Chết mà được chết cùng người yêu còn hơn ai đó không có. Mày lên, được lên. Lắm ấy, tức thế nhở. Nè Hải Nam, cậu làm người yêu tôi đi. Cô có bị làm sao không vậy? Người yêu cái gì ở đây? Nếu bây giờ tôi nói tôi thay đổi anh thì sao? Anh chịu không? Trước giờ chưa ai tán đổ tôi đâu. Nếu cô muốn là người thất bại tiếp theo thì cứ thử. Anh đừ, vậy là anh chưa có mối tình đầu hả? Được thôi, tôi sẽ thử. Nhưng nói trước với anh, tôi sẽ không thất bại như những người trước đâu. Cứ đại nó đi. Nhưng người trước cũng nói vậy đó. Nhưng đến cuối họ cũng bị thất bại thôi. Khó thì khó nó vừa thôi chứ. Con trai gì đâu mà chảnh vậy luôn á. Người ta đẹp trai, người ta có quyền mày ơi. Đâu dễ cưa như mấy người khác. Không thích cũng phải thích. Tôi nhất định sẽ là mối tình đầu tiên của anh. Thích bà Naka hả? Coi bộ hai nó chuẩn phết hai ơi. Chuyện anh mềm mà nạ. Tự nhiên lại ngồi trụm đầu người ta.
Ủa sao vậy? Bọn anh mới chụm đầu nữa hả? Không nha, cô tránh xa tôi ra đi. Tôi không tránh anh làm gì được tôi. Càng đùa tôi càng dính đó. Liêm sỉ để đâu, người ta đã nói không thích rồi mà. Nè, anh nói không thích tôi chứ có phải là không yêu tôi đâu, đúng không? Lút xong chưa? Xong rồi thì tránh ra để tôi lút. Ôi Toang mèo ơi, mày đã bị người ta ghét luôn rồi. Vậy giờ tôi phải làm sao? Làm sao mới cứ đổ được anh ta đây? Ê, có người, có người. Này, cô chạy vô đây với tôi. Nè, nói nghe gì không hả? Đó, xong luôn, bảo thì không chịu nghe. Cọc cằn khó tính, cái đồ đáng ghét. Em yêu ơi, lại đây với anh nào. Em lại với anh liền đây, yêu trường tương lai của em quá đi. Cái gì thế này, ui là trời, chắc chết mất. Súng em thích bắn nhất nè. Anh đúng là người yêu của em mà, biết hết em thích gì luôn. Rồi ông bà làm gì nữa kia? Sao này em biết anh sẽ cưới ai không bé? Anh đương nhiên là cưới em rồi, chỉ có em mới là vợ của anh được thôi. Quá đúng luôn, em là tuyệt nhất trong lòng anh rồi. Cay thế nhở, anh hai. Ôi chết, ai đó chắc đau lòng lắm, anh không có ý đâu. Anh chỉ cố tình thôi chứ gì, em biết mà. Rồi ôi là còn trụng đầu nữa chứ. Tao bảo trước với mày rồi mà, nên tập làm quen dần đi. Cơm này mày vẫn phải ăn dài dài. Tập gọi dần chị dâu đi là vừa. Sao mày vẫn để tình yêu của mày ngồi xem tivi thế kia, cứu đi chứ. Hey, không thể chơi với hai người nữa đâu, tao đi cứu hải nam của tao. Ai là của cô đừng có nhận vơ. Tao thích nhận vơ vậy đó, được không? Sao cô dài thế? Con đỉa còn chơi bằng tôi thì anh hiểu độ dài của tôi như thế nào rồi đấy. Hai, đưa xu em cứu Hải Nam coi, em có mỗi 300 xu à? Thôi xu này để anh cứu vợ anh. Vợ anh đã chết đâu, vợ sống kia lo cái gì? Ờ thôi đấy, mày cầm lấy cứu đi. Nè Hải Nam, tôi cứu cậu là cậu phải lấy thân đền đáp nữa nha. Tôi không rảnh đâu, nếu cô không muốn cứu thì thôi, không cần cứu. Ờ, anh chả có chút thú vị gì vậy, tôi nói cái gì anh cũng để ngoài tai. Tính vậy rồi, chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Đương nhiên là chịu được rồi, dù có khó như thế nào thì mẹ lại cũng phải chinh phục cho bằng được. Hai, cứu em, Nam mà chưa chấp nhận cái bạn của em. Không hiểu sao Nam chấp nhận cái bạn của tao rồi mày. Á đù, sao lại thế được, mày có anh hai của tao rồi nha, Nam là của tao. Biết rồi, khổ quá cơ, đây để tao mời cho được chưa. Thế còn được chứ, chị dâu tương lai tuyệt vời quá đi. Hello, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Mời tôi làm gì, tôi không có rảnh vô đây nghe nhảm đâu. Có nhảm đâu, những điều tôi nói là thật mà. Như thế này đã giống người yêu chưa hai? Giống thì giống thật rồi đó, nhưng mà quan trọng người nào đó có thích hay không thôi. Nghe kỹ đây, tôi không yêu đương, vậy nha, bye bye. Ờ thôi xong, mày bị phũ luôn rồi kìa mèo, giờ sao đây? Không yêu cũng phải yêu, còn chưa kịp kết bạn cơ mà. Thôi hai mình ra chơi riêng đi em, hâm nóng tình cảm. Cũng được đó anh yêu, ra chơi thêm hai đi. Ờ kìa, hai người bảo em thật hả? Phải giúp em chứ. Tự lực cánh sinh đi, anh chờ tin tốt từ mày đấy. Tao cũng thế nhá, hắn bận thân tao có người yêu. Không, mày phải giúp tao, bạn bè với nhau mà vậy à? Tao đùa xíu thôi, không giúp mày thì giúp ai? Anh hai, cho em mời vợ anh xíu nha, anh ao đi. Em thấy không được, ở đây hóng chuyện hả? Em không có nhiều thời gian đâu nha, bảo ra thì cứ ra đi. Ở đây anh ra, làm gì mà căng thế, xíu xong nhắn anh nha bé. Dạ, vâng ạ. Rồi, bây giờ mày gửi kết bạn lại xem. Gửi rồi mà có chấp nhận đâu. Không quá tang ba bận, cứ gửi đi, rồi sẽ phải chấp nhận thôi. Ơ kìa, vẫn chưa thấy phản hồi hả? Chưa thấy gì cả, lần đầu tiên tôi đi tán trai mà khó khăn như vậy luôn á. Chơi nốt lần cuối đi, nếu không chấp nhận thì tìm cách khác. Chấp nhận đi mà. Ôi mày ơi, chấp nhận rồi. Thế á, đâu, mời vô luôn đi cho nóng. Thôi, nhiệm vụ của tao đến đây là hết, chuyện còn lại tự giải quyết đi nhá. Tao về với người yêu tao đây. Thời đến, mày ổng vào luôn mới được. Rồi anh sẽ phải là của em thôi. Này, cô tha cho tôi đi được không? Đừng bám theo tôi nữa. Rất tiếc tôi đã giỏi nhầm gọt cái 502 rồi, không thể tách ra được. Cô... tôi phải làm sao để cô không theo đuổi tôi nữa đây? Dễ lắm, anh chỉ cần chấp nhận yêu tôi là tôi không thể đuổi anh nữa. Anh Nam, anh để em đợi hơi bị lâu rồi đấy. Đợi cái gì? Ủa, cô là ai vậy? Ờ, câu đó tôi mới là người hỏi cô mới đúng. Cô đứng đây làm gì, định tán anh Nam của tôi hả? Đúng rồi đó, Nam là của tôi. Cô nhìn mặc đồ cặp như kia là hiểu rồi đó. Mặc đồ cặp hay là cô tự mặc theo ảnh? Thì ra là cái đồ ảo tưởng. Cô, cần tôi giới thiệu cho anh khác không? Cô đẹp như này phải xứng đáng có 10 người yêu chứ. Cô lại không thích 10 người yêu cơ. Anh Nam thôi là đủ rồi. Cứng đầu đấy nhở, đã bảo Nam là của tôi rồi mà. Thôi thôi tha tôi, đừng làm tôi khó xử được không? Không, em phải chiến đấu đến cùng để giành được anh là của em. Hai đâu rồi, cứu. Nè, anh này bảo thích cô lắm á, vừa đẹp trai lại còn... Mèo nói gì đó, nếu anh mà biết được là chết đấy. Hai giúp em cái coi. Đánh tôi dễ bị lừa hả, mơ đây. Rồi, đứa kia là ai hả mày? Nói trà xanh cướp nam của em đó hai. Cái gì mà trà xanh, tôi quen anh Nam trước cô, lẽ ra cô là trà xanh mới đúng đó. Nam cho tôi đi chung nữa. Tiếc quá, tôi lại đến trước cô rồi. Thôi chịu khó đi bộ nhá. Nè, tôi bảo Nam trước cô mà, xuống xe. Mắc gì xuống, anh đi Nam. Má, cay thế nhở, tự nhiên xuất hiện người này chi, giờ khó thành khó hơn rồi. Thôi, bây giờ như này đi, solo, nếu ai thắng thì được quyền theo đuổi Nam, và người kia phải đi ra. Không thể thế được, tôi không chấp nhận. Hay là anh muốn cả hai người cùng bám theo anh hả? Được rồi, solo thì solo, chắc tôi sợ cô. Ok, vậy chốt. First Blood.
first blood. First blood. First blood. First blood. First blood. First blood. Xong rồi, từ giờ đừng làm phiền nam của tôi nữa. Bán cũng hay phết đó. Nhưng nếu cô không tán được ảnh thì tôi nhất định sẽ quay lại. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Nhất định tôi sẽ tán được anh ấy. Rồi, cứ chờ đó đi. Còn giờ thì bye bye. Rồi, giờ làm là của mày đấy. Mình dặn em cái thôi. Em có nói rồi mà anh ấy không đồng ý hay ạ? Sao rồi, mọi thứ vẫn tiến triển tốt chứ. Nghe nói mày vừa solo với đứa trà xanh gì hả? À đúng rồi, mà dẹp chuyện đó đi. Giờ tao không biết phải làm sao để đem cho tao cơ hội đây này. Ơ kì anh gì đó, bạn tôi là có ý tốt với anh thôi mà. Anh cũng đừng khắt khe quá chứ. Tôi đâu có khắt khe gì, chỉ là đang thử bạn cô xem kiên trì tới đâu thôi. À thì ra là như thế, vậy là anh có một chút tình cảm gì với tôi rồi đúng không? Thôi, anh chị ra để hai đứa nói chuyện, cứ tự nhiên nhé. Chúc bạn tôi sớm có bồ. Anh trả lại tôi đi, anh cũng có tình cảm với tôi rồi đúng không? Ai nói có một chút tình cảm vậy? Thì anh vừa nói còn gì, cho tôi cơ hội để theo đuổi anh đi mà. Tôi không thích. Ơ kìa, anh chưa thử làm sao mà biết yêu được hay không? Mà giờ tôi muốn ngược lại thì sao? Tôi muốn theo đuổi cậu, ý cậu thế nào? Hả? Anh vừa nói gì cơ? Con gái ai lại theo đuổi con trai? Để tôi là người theo đuổi em, được chứ? Dạ được ạ, yêu anh.